Chào mừng anh Nguyễn Văn Hùng đã đến với dịch vụ gửi tiền tích lũy không giới hạn của ngân hàng Diễm My. Mời anh đăng nhập mật khẩu để truy cập vào hệ thống. Yêu gọi nhất. Số tiền không hợp lệ. Đúng rồi, còn bao nhiêu nữa đâu? Thế còn 500 ngàn ở trong gối là cái gì? Gối nào cũng phải có anh biết. Đi vào đây. Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ. Hẹn gặp lại anh vào tháng sau nhé. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi.